Này, rồi là gần Tết rồi. Tôi vừa nói đến đây làm sao bây giờ trưởng ban này cãi nhau mà đổ ông kia. Không rồi. Vừa đi nhận cấp của trưởng ban đồng thì bảo đây là ông dân. Không. Dân thì bảo đông mong. Bầu lại rồi. Người ta chặn được cái đông nhiều. Cái anh nó ốm mà. Trong chỉ đất chỉ đưa ra đi à? Quay cái bản mặt cái nhé. Chiều nay thì về Hải Phòng cái chứ còn ở đây ăn uống cái gì? Ăn uống là chuyện phụ, ăn uống là chuyện phụ, gặp nhau là chính đúng không? Rồi chính nhà là vui rồi. Lên đây tôi dân thảo vào hôm nay nữa, chính tôi dân thảo vào hôm nay. Tôi giờ này béo nhỉ, hồi béo kinh. Quay đây có mà quay đều đặn. Đang quay mà em không tỉnh như vậy là không quay. Vẫn còn làm ấy nhỉ? Bắt đầu có khi phải 200 nữa về đúng không? Vẫn còn dân. Vẫn còn trẻ. Chờ mãi chả thấy đâu cả.